Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ba Làng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một mẫu đồng hồ cực kỳ độc đáo thuộc hãng Citizen. Đây là một trong cái mẫu rất là ấn tượng của shop về khi mà em khui hàng và đập vào mắt cái mẫu đồng hồ này. Thì bản thân không riêng em nghĩ là không riêng em gì mà mọi đều nhiều người thích cái kiểu dáng như này, bởi vì cái vân của nó đây, cái vân khói của nó cực kỳ bắt mắt. Em này kết hợp giữa đỏ và đen, thường thì đỏ đen nó kết hợp với nhau để tạo lên cái màu sắc gọi là vừa bắt mắt mà lại rất là được chuộng cái màu này. Về chiếc đồng hồ này thì ở phần đằng trước, đằng sau, tất cả bốn mặt của nó toàn bộ đều được kết hợp giữa vân loại khói đỏ và đen. Thì thực ra là ở ngoài thì nhìn sẽ rõ hơn, ở bên trong clip thì luôn luôn nó quay nó bị bóng ấy ạ. Có ánh sáng nó chiếu vào nó bị bóng nên là mình không rõ được cái vẻ đẹp của nó. Còn thực tế ở ngoài nó sẽ đẹp hơn. Đây, về phần vân của nó đây mọi người nhá, rất là đẹp. Em Citizen này thì là kim trôi, mặt số vàng, rất là nổi. Trên nền đỏ đen mà mặt lại mặt số màu vàng. Kim trôi rồi số là số nổi luôn này. Quay chi tiết cho mọi người cái mặt số của nó cũng rất là đẹp, bắt mắt. Cái kích thước của em đồng hồ này là 24 x 21, size khá là vừa vặn, các bác đem trưng Tết thì rất là phù hợp. Thực ra là em này thì có quay cho chi tiết cho mọi người, có một vài những cái vết cấn nhỏ. Thực ra là mình đi biếu thì hơi khó thôi, còn mình trưng ở nhà mà không khó tính thì em này cũng là một trong những cái mẫu lựa chọn tuyệt vời dành cho các bác để trưng trong nhà, không gian nhà mình, nhất là nhà nào lại có cái tủ kệ riêng để đặt riêng em này thì cực kỳ đẹp. Phần ngang của nó đây, quay kỹ càng cho mọi người hình dung được rõ cái vân mây của nó, cái vân khói giữa đen đỏ nó tạo lên một cái màu sắc bắt mắt đây. Em này thì riêng em Citizen này thì còn sách của hãng đi kèm, tuy là không còn bảo hành của hãng nữa, không còn trong thời gian bảo hành của hãng nữa, nhưng mà shop Sơn Gia Ba, toàn bộ sản phẩm của shop thì sẽ được bảo hành cho mọi người 1 năm, cho nên là mọi người an tâm về cái chế độ bảo hành của shop cũng như là cái chất lượng của sản phẩm đồng hồ. Vừa rồi thì shop cũng đã giới thiệu cho mọi người một em Citizen độc đáo. Mã số là 488. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.